Em quay lại tiếp tục về cho quý anh chị một em Ford Everest Titanium máy dầu 2 cầu sản xuất 2021, và đặc biệt là em xe đã được chủ người ta lên bộ cản trước và mặt ca lăng của Ford Raptor quý anh chị, nên là quý anh chị mua về không cần phải lên thêm một cái gì, nhìn quá hầm hố luôn đúng không? Và em xe này hiện tại đang được em Quang chào bán với mức giá chỉ có 1.020.000.000 thôi, và chỉ với khoảng loanh quanh 350 cho tới 400 triệu là quý chị có thể mang được em xe này về với gia đình của mình. Thì bằng cách nào? Và quý anh chị cùng với em Quang xem tới cuối video ha. Chúng ta cùng đi thôi. Let's go. Ok quý anh chị, trước mắt quý anh chị đây là một em Ford Everest Titanium máy dầu 2 cầu. Thì Quang xin nhắc lại em xe này ha. Đấy, nhắc lại thông tin. Odo 5 vạn nhưng mà hiện tại đây được em Quang chào bán với mức giá chỉ có 1.020.000.000 thôi. Xe rất là đẹp và đã được chủ người ta lên mặt ga lăng nè. Đây, em Quang sẽ đi một vòng cho quý anh chị xem. Ford Everest thì là một trong những em xe có doanh số bán rất là khủng ở mỗi tháng. Đặc biệt là trong năm 2023 vừa qua, em xe này là em xe SUV duy nhất nằm trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất năm 2023 nha quý anh chị. Em SUV duy nhất ha. Nếu mà để quý anh chị tìm Fortuner, CX-8, Santa Fe hầu như là lên trên cái năm 2023 là không thấy luôn quý anh chị à. Còn nếu mà có nói sai quý anh chị để lại phần bình luận cho em Quang ha. Em xe này thì Quang không biết lý do tại sao bán rất là cháy nha. Rất là cháy hàng và đã được chủ người ta lên nè. Đấy, rất là đẹp luôn. Rồi, thì em xe này là em xe Quang vừa mới lấy về và quay cho quý anh chị, nên là quý anh chị nào mà đang có quan tâm xe này thì hãy nhấc máy liên hệ cho em Quang với số điện thoại là 0833088882 và địa chỉ showroom của Quang là 389 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Một em Ford Everest quá đẹp, thì quý anh chị còn chần chờ gì nữa mà không liên hệ cho em Quang để rước em này về với gia đình của mình. Và như lúc nãy Quang có nói với quý anh chị là chỉ cần tầm khoảng 350 cho tới 400 triệu là có thể mang được em xe về với gia đình của mình. Thì bằng cách nào? Mời quý anh chị và các bạn cùng xem tới cuối video, Quang sẽ bật mí cái cách cầm 350 400 triệu mang em xe này về với gia đình của mình nha. Rồi, bây giờ để cho quý anh chị không mất thời gian nữa, sẽ mời quý anh chị cùng vào nội dung chính ngày hôm nay. Đó chính là chúng ta sẽ đi xem chi tiết em xe này, một em xe Ford Everest Titanium dầu 2 cầu bi turbo. Hãy sản xuất 2021. Đây, Everest nè. Form 21 chúng ta sẽ có cái chữ ở phía trên này ha. Và xe này đã được chủ người ta lên một cái mặt ga lăng của Ford Raptor, chữ Ford bự. Đấy, quý chị có nhìn thấy và cái phần cản ở phía dưới. Đó. Xe này của chúng ta là về cơ bản là có cảm biến trước sau nha quý anh chị. Và em này thì đã được chủ người ta lên cam 360 đây. Chứ zin là không có nha quý anh chị. Đấy, rất là đẹp. Quý cái phần đầu nhìn rất là hầm hố, chứ còn làm lại cái đầu thôi là đã thấy đẹp rồi quý anh chị ạ. Bên dưới cái nắp capo gập gân này chúng ta sẽ sở hữu khối động cơ 2.0 máy dầu bi turbo. Em xe này mã lực thì em quay không nhớ là bao nhiêu, nhưng mà chạy cũng rất là bốc và rất là sướng, và đi kèm với đó là hộp số 10 cấp hả? 8 cấp hay 10 cấp? Hình như là 8 cấp luôn quý anh chị. 8 cấp. Em quay có nói sai quý chị đây phần bình luận ha. Em quay nhớ là 8 cấp. Đấy. Thì chạy cho cái độ tăng tốc rất là ngon. Rất là mượt luôn, rất là sướng luôn quý anh chị à. Nói chung là về thiên về cái sức kéo thì em này tuy là máy 2.0 thôi nhưng mà rất là bốc, rất là sướng nha. Rồi, xe này thì cũng đã được chủ người ta lên cái phần ốp cua xung quanh nè. À, sorry anh chị, nói về cái phần nước sơn em xe này. Nước sơn em xe này là còn hơn 98% là nước sơn zin ha. Nói chung là xe mà đời 2021 mà. Tới bây giờ thì cái việc mà chạy mà trong thành phố không thể nào mà tránh được những cái vết va quẹt của xe máy, nên là cái việc mà dặm tuốt lại thì là có, nhưng mà sơn này là zin chuẩn chỉ cho quý anh chị, hơn 98%, rất là đẹp luôn. Rồi, thì chút nữa mình sẽ đi một vòng sẵn rồi em Quang sẽ quay nước sơn cho quý anh chị xem. Bây giờ mình sẽ nhìn cái phần mâm thì là mâm phay rất là đẹp nè quý anh chị, đi kèm với đó là lớp Bridgestone nè. Đó, lớp Bridgestone này thì đã được chủ người ta lên thay rồi, bởi vì cái lớp zin của cái xe này nó sẽ là lớp Goodyear ha, chứ không phải là Bridgestone. Nhưng mà vì em xe này đã chạy 5 vạn rồi nên là chủ người ta cũng kỹ và người ta đã thay cái lớp cho chúng ta. Lớp thì còn khá là mới luôn, gai góc rất là sâu. Em Quang sẽ mở cho quý anh chị xem. Đây, quý anh chị thấy chưa, rất là mới nha. Cao su dư nè. Đấy. Rồi, cái hốc bánh thì cực kỳ đẹp cho quý anh chị luôn, không phụt là không có xì nhớt gì hết nha. Bao đẹp cho quý anh chị nè, sexy là bao đẹp luôn. Quý anh chị nào mà muốn xem cái phần sexy á, thì có thể tới showroom em Quang. Em Quang sẽ bên gầm lên cho quý anh chị xem ha. Đây, bi turbo. Đó. Mâm là không xước xát gì hết.
gương gạt chỉnh điện là có tích hợp xi nhan báo rẽ nè, có một cái phần cam lên ở dưới nè, đặc biệt là không thể thiếu cảnh báo điểm mù. Đây cảnh báo điểm mù nằm ngay đây, đấy quý chị thấy chưa? Đó, ngay chỗ tam quan. Đây. Rồi, và có một cái phần mở rộng góc nhìn nữa ha. Đối với một em xe như thế này thì chúng ta cũng không thể nào mà thiếu đi hai cái giá nóc. Hai cái giá nóc là hai cái phần quan trọng đối với những cái xe gầm cao như thế này. Để quý anh chị khi mà đi xa, đi camping, picnic, cắm trại đồ này nọ, mình cũng có một cái để gắn liều lên trên hay là như thế nào đó. Đấy, có thể sử dụng được ha. Rồi, em xe này cũng đã được chủ người ta dán phim cách nhiệt rồi nè quý anh chị. Phim này thì khá là ok, nhìn rất là ok ha quý anh chị. Và ở đây hai bên cái cột này, hai bên cái chỗ này, chủ người ta không bóc siêu ra, cái trắng trắng này là cái siêu của hãng ha. Người ta không bóc siêu ra luôn quý anh chị à. À, rất là đã. Tay nắm cửa viền chrome, có nút bấm mở khóa cửa nè, có bệ bước nè, giúp cho các chị em, cô chú lớn tuổi dễ dàng bước vào bên trong xe nè. Về phần mâm đằng sau đây. Rồi quý chị có nhìn thấy ha, mâm thì cũng khá là đẹp đây. À, quá đã luôn. Rồi đây. Ở đây hơi tối luôn quý anh chị, hơi tối em quan quý anh chị thông cảm nha. Đây còn rất là mới nè. Nó quay hơi sát thì nó hơi mờ quý chị thông cảm, bởi vì em quan đang cầm bằng điện thoại. Mà cái hốc bánh thì nó chỉ có nhiêu đó thôi. À đây cho quý anh chị xem cái phần sắc xi. Hay sắc xi nè. Xe thì em quan nó tặng cho quý anh chị gói detailing spa 4 món, nội thất, ngoại thất, gầm, mái. Quý anh chị mua về chỉ cần đổ nhiên liệu và là chạy thôi, không cần phải làm thêm một cái gì luôn. Nha. Em quan dọn từng con ốc luôn, là bây giờ quý anh chị mở cái xe ra nhiều khi á là nó còn mới hơn cả xe mới nữa. Bởi vì xe mới nhiều khi người ta đậu ở trong kho đi, người ta không có vệ sinh thì nhiều khi nó bụi đúng không? Xe này của em quan mới dọn xong luôn, mới toanh luôn, từng con ốc ở bên trong. Rồi mâm rất là đẹp nha quý anh chị. Ba đợt sóc thì liền lạc nè. Đấy. Đèn đằng sau thì cái này đã được chủ người ta ốp cái phần bảo vệ đèn lên. Nhưng mà cái này nếu như mà quý anh chị mà có lấy cái này thì thường thường em quan sẽ khuyến khích quý anh chị là cái này sorry anh chị, không phải khuyến khích mà là chỉ là sao ta, đưa ra lời khuyên cho quý anh chị thôi, khuyên quý anh chị là không nên ốp cái này. Bởi vì cái này quý anh chị nào mà xài thì ok, nó bảo vệ đèn thì có, nhưng mà quý anh chị xài mà quý anh chị giữ kỹ á thì ok, nó không sao hết. Nhưng mà quý anh chị nào mà giữ không kỹ á, nhiều khi mình đi mưa, đi bùn rồi đi sình lầy rồi này nọ, nó bám cát vô bên trong một thời gian lâu dài á, nó sẽ làm xước cái đèn ở trong những cái phần này rất là xấu quý anh chị. Khi mà mình lột ra nó sẽ rất là xấu ha, nó làm hư cái đèn của chúng ta. Rồi bảng 4WD đây, có cảm biến lùi, cam lùi ha, và đi kèm cam lùi nó sẽ có thêm một cái cam lên, camera 360 nữa. Đấy, quá đã luôn. Em này của chúng ta có đá cớp nha, có cớp điện, chút nữa em quan sẽ mở cho quý anh chị xem. Bây giờ mình đi ngoại thất trước. Đây ba đợt sóc liền lại khách nè. Đó, màu sơn rất là đồng màu nha quý anh chị ha. Mâm đây không xước sát, lớp Ristone thì bốn cái lớp này là chủ người ta lên rồi nên là quan cũng không cần phải quay sát vào cho quý anh chị xem, bốn cái lớp này nó quá mới đi. Rồi em xe này như ban đầu quan có nói với quý anh chị là máy dầu 2.0 bi turbo nên là mức độ tiêu hao nhiên liệu này cũng chỉ có 6.9 lít cho 100 cây đường hỗn hợp thôi nha quý anh chị. Rồi để quan xem thử coi, cái này thì chúng ta dầu thôi vẫn chưa có 5.2. 5.2 chúng ta sẽ có thêm một cái bình áp lưu kế bên, nhưng mà 5.2 là phơm mới mới có quý anh chị à. Phơm này chúng ta vẫn chưa có 5.2 euro 5.2 nha. Đây rất là đẹp luôn, cho quý anh chị xem cái nước sơn nè. Xe thì em quan bảo đảm hết cho quý anh chị chất lượng xe nha, không tai nạn cứng đụng, không ngập nước, động cơ hộp số là nguyên zin, bảo hành và cam kết bằng văn bản có một công ty đàng hoàng cho quý anh chị nha. Xe rất là đẹp luôn. Quý anh chị tới xem xe mà quý anh chị chỉ ra được cái điểm nào mà quý anh chị không thấy đẹp, ok quay mời quý anh chị ly cà phê, nói được làm được, hứa luôn anh em mình. Quan trọng là lên xem xe, quý chị đã ưng cái xe này quý chị tới xem xe thoải mái ha. Rồi quý chị nào mà không lên xem xe mà những cái chỗ mà em quan không đúng như em quan tả, em quan sẽ mời cà phê coi như là anh em mình giao lưu, gặp nhau cho biết nhau. Sau này quý chị có muốn một cái xe khác em quan sẽ tìm cho quý chị. Đấy, đơn giản như vậy thôi. Em quan thì rất là nhiệt tình, nên là quý chị nào mà mua xe thì ủng hộ cho em quan. Rồi bây giờ em quan sẽ mở cốp cho quý chị xem. Cốp của chúng ta là cốp điện ha, có cả đá cốp. Đây rất là đẹp. À, bao đẹp cho quý anh chị. Ba bảy này bản hai cầu bi turbo nên là hai ghế sau của chúng ta sẽ có luôn cả chỉnh điện đây. Em quay sẽ bấm thử bên right là bên phải, em quay bấm bên phải cho quý anh chị xem.
Đó, quý chị thấy chưa? Lên rất là nhẹ nhàng ha. Rất là ok phết luôn, ok la luôn. Cái cốp này của chúng ta là có cả chống kẹt ha. Rồi, ốc cốp đây. Quay làm đúng thủ tục thôi. Quay ốc cốp để cho thần YouTube độ đề xuất tương tác kênh nha quý anh chị. Đề xuất tương tác cái video này. Quý anh chị nào mà xem video này thì hãy cho em quay xin một like, một share, một lượt đăng ký và nhớ nhấn vào nút thông báo bên phía bên dưới để nhận được những video mới nhất từ kênh của anh Quang. Và nếu quý chị có Quang ai đang tìm cái xe này thì hãy chia sẻ cho em Quang để giúp em Quang đưa xe này về với lại chủ mới ha. Và chắc chắn là khi nào mà quý anh chị những anh chị nào mà giới thiệu thành công, em Quang sẽ có hoa tiêu cho quý anh chị ha. Quý anh chị cứ yên tâm ha. Rồi bây giờ em Quang sẽ cho quý anh chị vào bên trong khoang nội thất, nhưng trước khi vào bên trong nội thất sẽ cho quý anh chị xem bánh sơ cua trước đã. Đây. Đây quý chị thấy chưa? Bánh này thì đã hạ nhẹ rồi, nhưng mà vẫn còn rất là mới. Quý chị thấy, nhìn thấy đường chỉ xanh nè. Đây ngay chỗ tay quan chỉ nè. Đường chỉ xanh chỉ đỏ ha. Lăn bánh nhẹ thôi. Gầm xe đây. Đó, bi turbo hai cầu ha. Đó. Cái này quý anh chị nào mà muốn xem gầm thì cứ đến thì em quay sẽ bên gầm lên cho quý anh chị xem. Rồi bây giờ sẽ cho quý anh chị xem nội thất. Ghế sau. Và sẽ đi ghế sau lên ghế trước ha. Cửa gió thì là từ trước ra đằng sau đầy đủ hết nè. Em này là có 8 túi khí nè. Loa thì nghe rất là hay, tuy là lazin của Ford thôi nhưng mà nghe khá là hay quý anh chị. Ghế da nè, à, rất là đẹp ha. Đây cho quý anh chị xem ghế bên đây. Bởi vì ghế bên đây thường thường là ghế của chủ tịch ngồi nè. Đấy, ghế của vị trí chủ tịch thì người ta sẽ ngồi rất là nhiều. Nhưng mà quý chị nhìn thấy đây, ghế rất là mới đây, không nhăn nha. Ở đây chúng ta sẽ có một cái cổng sạc 230V nữa nè, để quý chị có thể sử dụng điện gia dụng ha. Đây cái phần cầu, nếu như mà không có hai cầu thì nó cũng có cái cục ở ngay đây, em quay nhầm. Bản một cầu thì sử dụng cầu sâu thì phải. Sorry quý anh chị. Rồi đây, cũng còn siêu đây. Tắp bi cửa sau đây, khá là đẹp. Vì đây là bản bi turbo hai cầu nên sẽ có luôn cả cửa sổ trệt panorama toàn cảnh. Rồi bây giờ em quay sẽ lên trên ghế tài cho quý anh chị xem. Đấy, rất là đẹp, mọi thứ còn rất là mới. Tuy là ô đô 5 vạn nhưng mà chủ người ta đi rất là kỹ nha. Đây, ghế 5 vạn đây. Nói về ghế da của nhà Ford thì không cần gì phải bàn cãi rồi. Ghế da của nhà Ford thì quá đã, quá bền bỉ quý anh chị. Rất là đã. Quý chị ngồi hôm trước em quay có cái xe chạy 6 vạn, 7 vạn nhưng mà cái ghế da của Ford vẫn rất là đẹp. Ở đây chúng ta sẽ có đèn auto nè. Đấy. Rồi có ga tự động nè, có Adaptive Cruise Control nè. Chúng ta sẽ có giữ khoảng cách với xe đằng trước ha. Có cảnh báo lệch làn nè. Không biết nó có giữ làn đường hay không, hình như có giữ làn đường luôn đúng không quý anh chị. Đây, có auto gạt mưa nè. Đây màn hình đồ này nọ, đây quay sẽ lên đề máy cho quý anh chị xem. Chút nữa mình sẽ xem bốn cái ốc cửa còn lại nha quý anh chị. Ốc của bốn cái cánh cửa còn lại. Bây giờ mình sẽ đề máy lên. Đây. Đây, Odo 50.037 cây. Mình sẽ mở cái đèn lên một chút xíu cho nó sáng quý anh chị. À, quá đã luôn. Nhưng mà nói chung là xe này thì không còn gì phải bàn cãi rồi. Màn hình nè, màn hình này thì quá đã. Có Apple CarPlay and Auto. Hình như cái này là mở tính năng ẩn đúng không quý anh chị. Cái này màn hình này hơi lạ nè. Có Apple CarPlay nè, có Scene Support nè. Không thấy Android Auto ta. Có Bluetooth ha quý anh chị. Rồi, ok, bây giờ quay sẽ thử vào số dê cho quý anh chị xem thử ha. Vào số dê cho quý anh chị xem thử đây. Đây cam của chúng ta đây. Đấy, quý chị chơi sắc nét ha. Quá đã luôn. Chúng ta có thể chỉnh được cái hình 3D nữa nè. Hình nguyên chiếc xe luôn nè quý anh chị. Mình có thể dọ qua hướng bên đây. Hướng bên đây, hướng đằng trên xuống hả. Hướng này hướng 360 hả, quay vòng 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 quý anh chị ạ. Đấy, rất là nhiều ha. Tuy là xe Ford nhưng mà cái này chắc là ráp trên Ford Explorer đúng không? Nó sẽ hơi ra hình Explorer nè. Đó, Explorer quý anh chị. Rồi, ok. Chúng ta sẽ tiếp tục tới cái phần ở dưới nha. Cái phần chỉnh dàn lạnh thì không còn gì phải nói rồi. Bởi vì những cái này thì hầu như xe nào cũng có.
Xe này của chúng ta ghế tài và ghế phụ sẽ có làm sửa sấy ghế nè, một cái hộc để đồ, những cái nút chỉnh chế độ nè, tắt mở cảm biến, auto parking, rồi chắc xin tình cho khóa cầu sao, hai cầu chậm và chỉnh những cái chế độ lái. Em này thì chúng ta chỉ chỉnh được như vậy thôi, bởi vì em này nó chỉ là 4WD thôi. Nếu mà quý anh chị sử dụng 4x4 thì mình có thể chỉnh được cầu như thế nào ha. Đấy, cái chúng ta chỉ có xài được 4x4 lô chạy chậm thôi. Rồi, có những cái chế độ lái như là đường normal nè, đường tuyết, đường sa mạc, đường gồ ghề. Ở đây thì có tích hợp hỗ trợ độ dốc đi chung với ga tự động nè. Một cái cần số khá là đẹp, gai góc sừng sùi, có D có S ha quý anh chị. Xe thì đầy đủ hai chìa khóa nè. Cần số sorry anh chị, cần phanh tay thì cũng khá là đẹp, gai góc sừng sùi đây. Vô lăng là không một cái vết gì gọi là vết mòn luôn nha quý anh chị. Đấy, mình quay chi tiết như vậy. Để quý anh chị lên xem xe đỡ mất thời gian. Tới lúc quý anh chị lên nói tại sao những cái chỗ này quay không quay. Đấy, nên là bây giờ quay sẽ quay chi tiết cho quý anh chị luôn. Đó, mọi thứ khá là đẹp ha quý anh chị. Rồi, xe đã được chủ người ta lên một cái camera hành trình nè, gương chống chói tự động nè, cái đèn vừa dọi vào nó đã xanh luôn nè quý anh chị. Đây quý anh chị có nhìn thấy trong hình ảnh ha. Một cái hộc để kính, một cái chỗ chỉnh cái cửa sổ trời panorama toàn cảnh. Đấy. Gió giết đồ này nọ khá là ok. Xe này thì đăng kiểm là tới tháng 8 2024, đăng kiểm bên này. Đấy. Rồi bây giờ Quang sẽ cho quý anh chị xem khoang máy, xe trước khi mình xem cái khoang máy thì mình sẽ xem ốc của bốn cánh cửa trước. Ở đây thì cho quý anh chị xem cái lại cái này. Có cái cảnh báo điểm mù. Nó rất là sáng hả quý anh chị. Rồi bây giờ mình sẽ cho quý anh chị xem ốc cánh cửa. Đầu tiên mình sẽ xem ốc bên tài trước nè. Ốc cửa tài nè. Đấy, quý anh chị nhìn thấy nha, ngay cái con ốc này. Đây. Rất là đẹp nha. Quý anh chị nào mà quen thầy thợ hay là quen bên hãng á, muốn test hãng, muốn gọi thầy thợ tới cắm máy chết test thoải mái, hay quen hỗ trợ hết mình luôn. Đấy, rất là đẹp. Ô, xe vẫn còn siêu nè quý anh chị. Siêu. Đó là cửa trước và cửa sau là đã cho quý anh chị xem rồi. Bây giờ qua sẽ qua cửa bên đây để cho quý anh chị xem cửa bên đây ha. Mình chỉ cần mở một cái cửa trước thôi mình có thể xem được hết. Đây, bên đây là của ghế phụ. Đó, rất là đẹp. Đây là của đằng sau, cửa đằng sau. Bao đẹp cho quý anh chị ha. Rồi, ok quý anh chị. Bây giờ quay sẽ mở khoang máy cho quý anh chị xem. Quá đẹp, đẹp quá quý anh chị. Chúng ta sẽ giật cái nắp capo dưới đây. Đây. Cái form này thì nó hay một cái, đó chính là cái nắp capo của chúng ta thì có thanh trợ lực quý anh chị. Em quan thì cái form mới thì không hiểu lý do tại sao hãng người ta lại cắt đi, trong khi đó cái thanh trợ lực tại quý chị mua nó tầm khoảng đâu đó khoảng 800 cho tới 1,5 triệu thôi. Đây, nhưng mà có cái thanh trợ lực nó rất là tiện nha quý chị. Thấy em quan đang cầm máy một tay, nhưng mà quan vừa có thể mở nắp capo cho quý chị xem nè. Ở máy móc em quan sẽ đưa cái mic gần lại cho quý chị nghe tiếng. Chị thấy tiếng máy chưa? Êm, giòn, rất là giòn nha. Ở đây thì cái phần bi turbo nó sẽ to hơn cái turbo bình thường. Bi turbo thì quý chị đếm thì hình như quay nhớ là có 3 ống nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 3 ống. Còn cái turbo thường thì nó chỉ có đâu đó là 2 ống thôi, quay nhớ là 2 ống. Và cái phần đó nhìn nó sẽ rất là không đầy đặn, anh nhìn nó rất là nhỏ. Cái này thì nó đầy đặn, là nhìn nó to bự. Đấy, mở đèn cho sáng quý anh chị ạ. Công nhận là cái form này làm nó đầy đặn, nó nhìn nó đẹp. Các bạn thì rất là thích cái khoang máy của cái form này. Còn cái form mới thì tại vì cái form mới người ta làm bớt đi những cái phần nhựa này để người ta còn những cái tính năng ẩn nữa quý anh chị. Như là ở đây một bình ắc quy, cái form mới sẽ cấp thêm một cái bình ắc quy bên đây được nữa quý anh chị ạ. Đấy, những cái tính năng ẩn nằm ở trong. Còn cái xe này thì về cơ bản quan nhìn thấy rất là đầy đặn, rất là đẹp ha. Nhìn nó cứng. Rồi ở đây nắp capo nè, ốc nắp nè, siêu đẹp cho quý anh chị ha.
Rồi. Ok. Xe rất là đẹp, rất là đã luôn. Rồi thì ok, quay xin nhắc lại à, chắc là thời lượng video cũng đã hơi dài rồi nên là sẽ nhanh chóng đọc lại thông tin xe này cho quý anh chị thôi. Thì quý anh chị nào mà đang quan tâm cái xe này có thể liên hệ cho em Quang với số điện thoại là 0833088882 nha. Đây là Ford Everest Titanium máy dầu 2 cầu 2021. Đã được chủ người ta lên khá là nhiều đồ chơi như nãy giờ quý chị có nhìn thấy ha. Mặt ga lăng nè, cản nè, cam 360 nè. Đấy. À, có cả sàn 5D bên trong nữa. Hả? Xe này thì hiện tại đang được em Quang chào bán với mức giá là 1.020.000.000 nha quý anh chị. Odo 5 vạn nhưng mà chiếc xe rất là đẹp, đã được chủ người ta thay 4 lớp luôn. Bánh sơ cua thì chỉ mới hạ nhẹ thôi. Đó, 1.020.000.000 để sở hữu ngay cho mình em xe này ha. Rồi, Ford Everest Titanium máy dầu 2 cầu. Và như ban đầu Quang có nói với quý anh chị ha, đây Quang sẽ bấm cho quý anh chị luôn. Quý anh chị cho Quang xin vài giây. 1.020 đó quý anh chị. Đây. Chỉ với 377.000.000 quay cho chậm 380 đi, 380.000.000 là quý chị có thể mang được em xe này về với gia đình của mình. Thì bằng cách nào em quay hỗ trợ ngân hàng cho quý anh chị em xe này lên tới 70% trong 5 năm. Ưu đãi lãi suất năm đầu hiện tại đang giảm xuống chỉ còn có 9% cho tới 10% trong 1 năm thôi. Và đặc biệt là sẽ có một cái ưu đãi tốt hơn dành cho những quý anh chị nào mà có hộ khẩu tại Sài Gòn hoặc là đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn là 7.5% cho 9 tháng ha quý anh chị. À, một cái lãi suất rất là tốt luôn. Và cái nó làm như thế nào thì quý chị hãy liên hệ cho em Quang, Quang sẽ tư vấn cụ thể hơn cho quý anh chị ha. Và quý chị hãy cam kết với một điều là không bị nợ xấu. Còn lại 63 tỉnh thành em Quang sẽ lo hết cho quý anh chị ha. Rồi ok quý anh chị, Ford Everest Titanium dầu 2 cầu đang đợi quý anh chị tới rước về đây. Giá nó rất là rẻ. Mua mới 1.4 tỷ, hơn 1.4 tỷ, bây giờ còn có 1.020 thôi. Quá đã luôn. Làm sao mang em xe này thì liên hệ cho em Quang nha. Làm sao mang về thì liên hệ cho em Quang số điện thoại 0833088882 hoặc là đến thẳng địa chỉ showroom của em Quang, 389 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nha quý anh chị. Rồi ok quý anh chị, thì cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi đồng hành với em Quang hết video này. Kính chúc quý anh chị xem video vui vẻ, an lành bên gia đình và thật là nhiều sức khỏe cùng với là gia đình của mình ha. Rồi thì thấy video này hay cho Quang xin một like, một share, một lượt đăng ký và nhớ nhấn vào nút thông báo bên phía bên dưới để ủng hộ cho em Quang quay những cái xe khác nha quý anh chị, ủng hộ cho em Quang có động lực nha quý anh chị ha. Chứ khi quay cái này cũng không có tiền bài cho quý anh chị, quan trọng là mang tới cho quý anh chị những cái sản phẩm đẹp xịn sò cho quý anh chị thôi. Rồi ok quý anh chị, cảm ơn quý anh chị rất nhiều, hẹn gặp lại quý anh chị video tiếp theo nha, bye bye.